Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vào những ngày hè nóng lực như thế này thì gia đình tôi thường rất hạn chế ăn những món chiên xào bởi vì thật sự nó rất nhiều dầu mỡ. Gia đình quý vị có thói quen đó với tôi không ạ? Thay vì ăn những món chiên rán đó thì tôi thường ưu tiên những món hấp, luộc bởi nó dễ chế biến, lại không hề có dầu mỡ. Hương vị bữa cơm lại dễ tiêu hóa. Một trong số đó phải kể đến đó là món thịt heo luộc. Thịt luộc là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm nhất trên mâm cơm hàng ngày của gia đình bạn. Tuy nhiên, các bạn đã biết luộc thịt đúng cách hay chưa? Có thể để lại bình luận bên dưới video này cho chúng tôi biết được không? Trong quá trình luộc thịt, nhiều bà nội trợ thường chủ quan, nghĩ rằng đây là món ăn đơn giản, làm thế nào cũng được, miễn thịt chín là được. Chính quan niệm này đã vô tình tiếp thêm độc cho thịt luộc, làm hại cả gia đình mà không hề hay biết. Hãy tránh xa những sai lầm khi luộc thịt mà Sức Khỏe Tự Nhiên kể tên sau đây nhé. Thịt luộc tưởng chừng như là một món ăn đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, giữa việc luộc thịt sai mất hết chất dinh dưỡng với việc ăn một miếng thịt lợn luộc ngon lại bổ dưỡng, quý vị sẽ lựa chọn cách nào đây? Do vậy, nếu không muốn cơ thể mắc bệnh, hãy lưu ý những điều sai lầm sau đây nhé. Thứ nhất, rã đông thịt sai cách. Cuộc sống bận rộn nên nhiều gia đình thường dự trữ thịt trong tủ lạnh, khi nấu chỉ cần rã đông là được. Song không phải ai cũng biết cách rã đông đúng cách. Việc bỏ thịt từ tủ lạnh ra ngoài nhiệt độ phòng là cách rã đông sai lầm nhiều người mắc phải. Bạn có biết rằng nhiệt độ phòng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, thậm chí một số người còn ngâm thịt vào nước nóng để rã đông cho nhanh. Cách làm này ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt độ, tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, làm thịt mất hết chất. Do đó, hãy chú ý đến việc rã đông này bạn nhé. Thứ hai, chần thịt bằng nước sôi trước khi luộc. Nhiều bà nội trợ cho rằng chần thịt bằng nước sôi trước khi luộc sẽ làm cho miếng thịt ngon hơn, loại đi những chất bẩn độc hại cho thịt. Tuy nhiên, khi cho vào nước đun sôi để chần qua sẽ làm cho miếng thịt co lại, làm cho thịt ngấm thêm các hóa chất bẩn mà không đào thải ra bên ngoài. Khi nhiệt độ cao, khiến các protein bề mặt bên ngoài thịt đóng vốn lại, các chất bên trong vốn lại sẽ không thoát ra ngoài được. Nếu ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba, luộc thịt bằng nước lạnh. Thông thường, chị em thường luộc thịt bằng nước lạnh ngay từ đầu. Cách thường làm là trần thịt qua nước sôi rồi rửa lại lần đầu. Sau đó, cho thịt vào nồi nước lạnh rồi luộc trên bếp cho đến khi chín. Nhưng theo đầu bếp chuyên nghiệp thì muốn miếng thịt lợn ngon, ngọt đậm thì cách làm tốt nhất là luộc thịt bằng nước sôi. Theo phân tích của các chuyên gia, với cách luộc này, khi thả miếng thịt chưa chín, có thể đã trần và rửa qua vào nồi nước sôi sẽ làm các thứ thịt và hợp chất protein xe cứng đóng vốn lại. Các chất protein bên trong không trôi ra được. Như vậy, khi thịt luộc bằng nước sôi, thịt ăn vào có thể có cảm giác ngon ngọt hơn so với việc bỏ thịt vào nồi nước lạnh rồi mới luộc. Cách này cũng sẽ giữ được chất dinh dưỡng hơn, không bị phân hủy do bị đun nước sôi quá lâu. Còn nếu chị em muốn dùng nước luộc để nấu canh thì có thể làm theo cách thông thường là luộc bằng nước lạnh để chất ngọt từ thịt có thể tiết ra ngoài. Nhưng cách này phải chấp nhận là miếng thịt không còn ngon ngọt bằng luộc với nước sôi. Cho thêm nước lạnh khi đang luộc. Khi đang luộc thịt mà sợ nước bị cạn, cách xử lý của phần lớn chị em là đổ thêm nước lạnh vào luộc tiếp. Tuy nhiên, việc làm này vô hình chung sẽ khiến thịt mất đi độ ngon. Bởi khi thịt đang luộc dở ở nhiệt độ cao, việc chế thêm nước lạnh sẽ làm các protein và chất béo trong thịt, xương lập tức bị kết tủa, làm thịt co lại và cứng. Không chỉ làm mất đi dinh dưỡng mà mùi vị cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, chị em cần ước lượng số nước luộc thịt chuẩn ngay từ đầu để không bị rơi vào tình trạng trên.
chọc đũa để kiểm tra thịt. Khi muốn kiểm tra thịt đã chín chưa, chị em thường lấy đầu đũa để chọc vào miếng thịt. Tuy nhiên, nếu làm như vậy quá nhiều thì các chất ngọt và hương vị trong thịt sẽ bị tan ra, khiến chất và mùi vị của thịt sẽ không còn được ngon. Chị em cần canh giờ chuẩn để thịt chín, tùy từng độ dày, mỏng của miếng thịt mà thời gian chín của miếng thịt có thể từ 30 đến 60 phút. Chị em cũng không nên đun thịt quá kỹ, bởi thịt được để ở nhiệt độ 200 đến 300 độ C trong thời gian dài sẽ khiến axit amin, creatinine, đường và các hợp chất vô hại trong thịt xảy ra phản ứng hóa học, hình thành các axit amino aromatic. Chị em chỉ nên nấu cho thịt vừa đủ mềm và thường xuyên hớt bọt trong khi luộc để miếng thịt được sạch thơm. Thứ năm, thái thịt ngay khi luộc chín. Sau khi luộc thịt, các bà nội trợ không nên thái thịt ngay khi nước chưa kịp thoát ra ngoài và khiến thớ thịt không đẹp mắt. Tốt nhất, sau khi luộc, nên để thịt khoảng 5 phút, nguội một chút rồi thì thái. Miếng thịt sẽ không bị vỡ nát và trông rất đẹp mắt. Thứ 6, luộc thịt chín quá kỹ. Theo các chuyên gia sức khỏe, thịt được để trong nhiệt độ 200 đến 300 độ C suốt một thời gian dài sẽ khiến axit amin, creatinine, đường và các hợp chất vô hại trong thịt xảy ra phản ứng hóa học, hình thành các axit amino aromatic. Trong chất này có chứa đến 12 loại hợp chất hóa học, trong đó có 9 loại có khả năng gây ung thư. Bà nội trợ chỉ nên nấu cho thịt vừa đủ mềm. Khi thấy xuất hiện lớp bọt đầu tiên do thịt tiết ra thì nên vớt bỏ đi. Điều này có thể giảm thiểu ảnh hưởng có hại do các axit amino aromatic gây ra. Thứ 7, sử dụng thớt gỗ mòn để thái thịt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, thớt gỗ là loại thớt tốt nhất để băm, chặt thịt. Tuy nhiên, các gia đình vẫn cần lưu ý thẳng tay loại bỏ những loại thớt gỗ đã mòn, sử dụng lâu năm hay có nhiều dặm thớt, bởi đây chính là nơi tụ tập lý tưởng của các loại vi khuẩn bị gạt lại từ sau việc băm, chặt thịt sống. Lưu ý là nên khử trùng thớt sạch sẽ trước và sau khi thái. Cách lựa chọn thịt ngon mà an toàn. Lựa chọn những miếng thịt lợn có mảng bên ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, mỡ có màu sắc, độ sánh bình thường. Ngoài ra, ở mặt cắt của thịt có màu hồng, xám, khô, thịt hơi rít, cơ hơi xe. Một miếng thịt lợn tươi khi sờ vào sẽ có cảm giác săn chắc, độ đàn hồi cao, không để lại vết lỗm khi ngón tay ấn vào, bỏ tay ra không bị dính. Miếng thịt lợn tươi ngon khi đem luộc có nước trong và mỡ to, dậy mùi thơm của thịt và đặc biệt là không có mùi lạ. Cách luộc thịt chân giò giòn và ngon. Nguyên liệu: 8 lạng thịt chân giò. Gia vị gồm có hạt tiêu, muối, nước mắm, hạt nêm, dây buộc. Cách làm: Bước 1. Thịt chân giò mua rửa lại nhiều với nước muối để ráo. Ướp 1/2 thìa cà phê hạt tiêu và 2 thìa cà phê hạt nêm vào bên trong miếng thịt chân giò. Bước 2. Dùng tay cuộn tròn thịt chân giò vào trong lớp da theo chiều dài như bó giò và dùng dây bó chắc phần giò đã cuộn từ đầu này đến đầu kia. Khi quấn phải thật chắc tay để lúc luộc các khối thịt sẽ dính kết vào nhau, tạo thành hình tròn đẹp mắt và không bị nát khi cắt. Bước 3. Cho vào nồi nước luộc 1 thìa cà phê muối. Khi nước sôi, cho thịt chân giò vào nồi. Khi nước sôi được 10 phút, để lửa nhỏ liu riu cho thịt chân giò được chín kỹ vào bên trong. Tùy từng cuộn thịt to hay nhỏ mà thời gian luộc khoảng từ 30 đến 45 phút, tính từ sau khi để lửa nhỏ liu riu. Bước 4. Khi thịt chân giò chín, tắt bếp, vớt thịt ngâm vào bát nước đá, cho pha chút muối để thịt được trắng. Sau đó vớt ra, cho vào ngăn mát tủ lạnh, để khoảng 3 tiếng, cho miếng thịt săn dính lại. Khi ăn, tháo dây buộc, cắt thịt chân giò thành từng miếng, theo khoanh, ăn kèm nước mắm, cắt vài lát ớt cùng dưa cải chua. Thịt lợn là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm người Việt Nam. Thịt lợn và những phụ phẩm từ thịt lợn như nội tạng, gan, lưỡi
chứa hàm lượng protein cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là rất giàu thiamin, một trong những vitamin nhóm B đóng vai trò thiết yếu trong các chức năng của cơ thể. Ngoài ra, thịt lợn chứa nhiều selenium, kẽm, rất cần thiết cho não bộ và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Từ thịt lợn, chị em nội trợ có thể kết hợp với đủ loại thực phẩm chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như thịt kho trứng, thịt nấu đông, thịt chiên. Tuy nhiên, có loại thực phẩm kết hợp với thịt lợn sẽ gây tổn hao khí huyết, ảnh hưởng tới sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm không nên kết hợp cùng với thịt lợn nếu không muốn nhận về những tác dụng ngược cơ thể bạn nhé. Thứ nhất, thịt lợn kỵ thịt dê và thịt trâu. Thịt dê có tính hàn, vì vậy thịt lợn nấu hoặc ăn chung với thịt dê sẽ khiến khí huyết bị ứ trệ, không lưu thông, dẫn đến sinh đờm chất độc hại. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Thịt trâu giống thịt dê, thịt trâu mang tính hàn, khi ăn cùng thịt lợn sẽ sinh tính ngưng trệ và xuất hiện một loại giun sáng mang tên là sáng sờ mít, y sĩ Thu Hòa cho hay. Thứ hai, không kết hợp thịt lợn với một số loại gia vị và quả sau đây. Gừng sống. Trong đông y, thịt lợn có tính thủy và gừng sống có tính hỏa. Nếu kết hợp gừng sống với thịt lợn sẽ xảy ra tương khắc sinh chứng phong thấp. Thậm chí, nó có thể gây ra nổi các nốt đen ở mặt. Rau mùi. Theo y sĩ Thu Hồi, rau mùi có tính tăng tán, còn thịt lợn mang tính ngưng trệ. Khi hai thực phẩm khắc kết hợp với nhau sẽ khiến xung quanh rón đau quặn. Trái mơ. Thịt và mỡ lợn cực kỳ trái mơ, bởi quả mơ có tính chua, khi kết hợp với thịt hay mỡ lợn mang tính ngọt lạnh sẽ sinh ra bệnh tả lỵ, thổ tả hoặc khuyết lỵ. Lá mơ. Hàm lượng protein trong thịt lợn khá cao, khi kết hợp với lá mơ dễ dẫn đến kết tủa lượng đạm, khiến người ăn khó hấp thụ hơn. Ngoài ra, sự kết hợp của hai loại thực phẩm này dễ dẫn đến khó tiêu hóa, ngộ độc hay nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. Nên bà nội trợ cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Thứ ba, thịt lợn với tôm, ốc. Các y văn cho rằng không nên ăn thịt lợn với tôm, ốc đồng, mơ, ô mai. Kinh kỵ theo ngũ hành trong sách Nam Tự Tìm Hiểu của Tệ Tĩnh cũng đúc kết những kinh nghiệm như thịt lợn đặc biệt kiêng kỵ với ốc bươu, cam thảo, mơ và con tôm. Sự kiêng kỵ của các món ăn này theo từng quan ngũ hành. Nếu ăn thịt lợn với ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Thứ tư là gan dê. Gan dê có tác dụng bổ gan, sáng mắt, trị can phong hư nhiệt. Tuy nhiên, đây là loại thực phẩm có mùi đặc biệt là gây hôi. Khi xào với thịt lợn sẽ khiến mùi vị món ăn càng khó chịu, kém hấp dẫn người dùng. Ngoài ra, theo đông y, gan dê có tính hàn lạnh, trong khi đó thịt lợn có vị nóng. Thịt lợn ăn chung với gan dê sẽ dẫn đến tình trạng khí trệ, gây chứng đầy bụng, khó chịu và đau cơ thể, giảm nhẹ khi ở hơi hoặc chung tiện. Trẻ em càng không thích ngửi mùi vị này, nên tốt nhất là không nên chế biến cùng hay ăn cùng trong một bữa ăn. Thứ năm, thịt lợn và đậu tương. Theo quan niệm của các nhà dinh dưỡng hiện đại cho rằng, thịt heo và đậu tương không nên cùng kết hợp khi chế biến món ăn. Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, với 60-80% là phốt pho. Nguyên tố này rất hợp khi kết hợp với protein trong trứng. Tuy nhiên, nếu kết hợp đậu tương với các thực phẩm như thịt heo, thịt cá, thì chúng lại có ảnh hưởng không có lợi tới những thực phẩm đó. Thứ sáu, thịt heo và thịt bò. Theo cuốn ẩm thực đời nhà Thanh truyền đạt lại, thì thịt heo và thịt bò không nên chế biến trong cùng một món ăn. Thịt heo tính hàn, còn thịt bò lại tính on, ít khí. Chính vì vậy, chúng tương khắc nhau, hạn chế thế mạnh của nhau, làm giảm giá trị dinh dưỡng của bốn loại thực phẩm. Nếu nấu chung, sẽ làm giảm các chất dinh dưỡng có trong cả hai loại thịt này. Vì bản chất thịt lợn có tính hàn, còn thịt bò là tính on, tốt nhất nên nấu riêng từng loại thịt,
vừa đảm bảo mùi vị món ăn, vừa không làm mất chất hai loại thịt. Ngoài ra, các y văn cũng cho rằng không nên ăn thịt lợn với tôm, ốc đồng, mơ, ô mai. Sự kiêng kỵ của các món ăn này theo tương quan ngũ hành, nếu ăn thịt lợn với ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, thịt lợn là thực phẩm quen thuộc với nguồn dinh dưỡng cao, lại có thể chế biến đa dạng tất cả những phần của heo, mang cả phụ phẩm như nội tạng, ốc, gan, lưỡi, cũng chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất, nên được chế biến thành rất nhiều món ngon. Để đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cho cả nhà, bên cạnh việc cân bằng khẩu phần ăn, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, đa dạng, thì bà nội trợ nên bỏ túi các lưu ý như trên khi chế biến. Mặc dù quen thuộc và dễ chế biến, nhưng không ít thực phẩm đại kỵ với thịt heo mà bạn đừng nên bỏ qua nhé. Cảm ơn các quý vị khán thính giả đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.